taxi che biển số tránh phạt nguội. Xe này. Nhiều xe taxi che biển số khi dừng đổ đón, trả khách trước cổng bệnh viện Bạch Mai để tránh phạt nguội. Một số tài xế tăng ga bỏ chạy khi gặp cảnh sát giao thông. Một trường hợp vi phạm khác bị cảnh sát giao thông dừng xe xử lý. Xuống xe lấy chiếc cầu ra đánh còn không? Thấy thì lực lượng cảnh sát thì cũng không phải là bỏ chạy mà cũng là ga để tránh ra ngoài thôi. Đằng trước thì nó không có cam thì thay đổi đằng sau thôi. Thay đổi số 9 thôi, che đi thành số 0. Cổng bệnh viện Bạch Mai rất nhiều khách mà ở đây thì camera là phạt nguội rất nhiều. Nên là bọn em thì cũng có cái hình thức là thôi thì cũng gọi là trốn luật một tí. Thì cũng mới dán, biết vi phạm nên nhiều cũng đành phải chịu rồi. Anh có biết cái việc dán biển số này là vi phạm luật giao thông không? Biết à? Biết sao vẫn làm? Mình mới dán à, thì chỉ lấy băng dính đem dán vào thôi. Để tránh tình trạng phạt nguội ở đây hay sao? Dạ vâng. Làm theo mọi người thôi thì, tức là không chỉ riêng mình anh thì vẫn còn một số xe khác gì, đúng không? Để tránh cái tình trạng là phạt nguội thì một số xe taxi dùng băng dính đen dán thay đổi số chữ trên hệ thống camera soi ra thì chúng tôi lại rất là gặp khó khăn trong việc xử lý, bởi vì là nó sẽ ra một thông tin của xe khác. Các lái xe mà phát hiện lực lượng chức năng thì thường thường là cho xe bỏ chạy. Chúng tôi sẽ ghi nhận lại thực trạng và bố trí lực lượng có biện pháp để xử lý kiên quyết. Theo nghị định 123, ô tô che sử dụng biển số giả bị phạt 4-6 triệu đồng. Cục Cảnh sát Giao thông vừa yêu cầu lực lượng trên toàn quốc tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan sử dụng biển số xe.